Xin sang thân kính chào cô chú anh chị các bạn, mời quý cô chú các bạn vô luôn phô mai tứ quý với mai thành phẩm ghép của tư hương mai vàng bự nhỏ có ha, có cái lớn cái bự to. Rồi đó là gian mời clip cô chú mình xem cô chú mà. Rồi chào chị. Dạ chào anh Linh. Dạ chào cô chú anh chị ạ. À, hôm nay em có 10 phôi, 4 phôi mai vàng, 4 phôi tứ quý và 2 phôi tứ quý thành phẩm để giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0367863991. Số đó cũng là số Zalo của em. Rồi, mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ cho em. Rồi em xin phép vô clip. Vô cái số 1 cái lớn. Số 1 là cây tứ quý. Tứ quý. Mình khoảng 60 to cũng. Dạ. Là quý rồi, tại bự. Nó lớn lắm. Dì cành đây đầy đủ luôn. Dì quay đem coi, dì quay dì cành trước. To bự. Dì cành cũng khá là lực à, cái điều. Cây nặng cây. Đế này cũng đều đầy đủ, có lót đầy đủ luôn. Dạ. Có ghế này đầy đủ luôn. Đế cũng khá đẹp. Có cọng ghế treo nè, nên cắt. Trong đây nó có đế nữa nè, đế trong đây nữa nè. Mà tại em không cắt cái này thấy nó uổng quá. Đấy nó cũng cân đối cây. Dạ. Có cái ghế trong đó bự lắm. Cái thứ quý nè, hơi bị bự, hơi bị lâu năm thôi. Cái bá luôn. Lâu dữ lắm này. Đấy cũng khá đẹp, cũng khá đều. Hộp cốt, dây canh đầy đủ đều luôn. Lâu lâu mới được cây túi lớn này quý vị. Quy bự. Rồi để thằng nữa quý vị, mình đo thông số nha. Để gãy cái đều qua, đều có trang kính bầu. Nó không dày nhưng mà đều. Dạ. Dễ cũng to. Chị cho em tập số luôn. Đó vị trí này đi, vị trí này là gần 60 rồi. Tính 59 đi. Rồi, quên, 59, 60, rồi tính 59. Thoát thân là 49. Thoát thân 49. Chiều dài, chiều dài. Tổng chiều cao nó là 132. Chiều cao. Vừa cân đối nha. Cái cây này nó nặng lắm. Ở trên đây mà nó còn 47 nè. Đường chín bọc. Nặng cây nè. Mặt lót chót. Đường kính màu 72. Quý lớn đại đại. Dạ. Nó có cái này nó nở ra, này nó để vô mà nó không có bóp. Đây có đầy đủ hết trơn. Dạ. Này thì che bỏ, nhưng này có đầy đủ. Có cái ức. Rồi, giá luôn chưa? Rồi, mã số 1. Em giao lưu giá 28 triệu. Cái lớn bự nặng. Dạ. 28 triệu, cái số 1 thôi tôi quý. Hoành gần 60 nha. Là hơi VIP này. To bự. Chi cành cũng đầy đủ điều của chú anh chị tạo tàn luôn. Con keo, dừa dừa. Nhưng mà phép đổi keo luôn. Dạ. Tiếp tục lên cây số 2 nha các bạn. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0367863991. Tiếp tục qua cây số 2. Dạ, số 2 cũng là tứ quý luôn. Nó cũng hơi sổ sổ nhẹ. Dạ. Ghế nó gồm kính điều cho nên cái. Cọc thân cũng vừa nè, cọc thân này vừa của chúng mình. Đỡ nó bự lên thì cân đối vừa. Rồi cho giao thông số. Cái này nó chạy. Rồi em đo vị trí này đi là 32. Chạc xuống dưới là nó 38.
quận 82. Cái cũ của nó là 49. Thất thân là 40. Chiều cao tới mặt bầu là 72. Đường kính bầu 43. Rồi giá luôn. Rồi cây số 2 em giao lưu giá 2.300.000. 2.300.000 cây số. Dạ. Cái này nó cũng sổ nhẹ nhẹ. Chừng 10. Đó, sổ này chắc 10, 10, 12 à. Gom lên kính bầu cho. Điều. Dạ. Rồi, phép nổ cây luôn. Rồi. Rồi, tiếp tục vào số 3. Số 3. Số 3 cũng tứ quý. Nhìn đế đặc luôn á. Nhỏ nhỏ chứ đế đặc luôn. Không trống luôn. Đây cũng vậy luôn. Dạ. Kẹo hết trơn. Nếu đây là bích dịch càng luôn. Dịch luôn. Chắc là những cái con nó ra. Thì ghế. Chiếc cạnh này đầy đủ luôn. Cái này gom luôn đó, lùng lùng. Để qua bếp thôi chứ, kẹo chứ. Trời, chỉ cho luôn số. Đo cái này đi, đo nguyên cái thân trong. Đó, này. Đo trứng nè. Này đi. 31 đi. Đo vị trí này 31 đi. Vành 31. Giờ em đo tổng hết là nó 52, 51. Tổng 51. Dạ. Yeah. Cái nồi này coi. Cái nồi đế đặc đặc. Nồi đế đặc. Là 84. Nó sổ nhẹ. Cái này nó sổ xuống là 20. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 70. Đấy sổ mà đều ngắt ra. Bài luôn. Kẹo hết. Rồi giá luôn. Rồi cái số 3 em giao lưu giá 4 triệu. 4 triệu cái số 3. Dạ. Rồi sang cái số 4. Rồi thêm nổi cây luôn. Những tư quý cô chú anh chị. Tư quý này hơi quái quái. Mình thấy nó quái quái để lại luôn. Này phải được công ghế này thành cái chân nữa là đẹp. Dạ. Yeah. Mà nó có đế trong đây nè, kẹo hết chân. Nó có một chân à. Chi cành đầy đủ luôn, cái này hay bị già cây. Dạ. Chơi bonsai quái quái, cái này mình chơi quái quái. Này có ấy mình được phải được thêm công ghế thành hai chân đã luôn. Đây ghế là kẹo chứ. Chống luôn. Chắc xác không? Đó, chỉ giao thông số. Cái chỗ. Cái máy. Vị trí này đi là 28. Đó, anh thấy. Ồ, nó cấn bên này. Nó cấn qua. Dạ, 25. Đó, hoành 25. Dạ. Chẳng eo luôn. Thất thần chúng ta đây là 15. Chiều cao tới mặt bầu là 65. Cái đường kính bầu dài này là 30-37. Ngang này nó có 30. Chiếc cành này đúng. To to, dễ ghét. Rồi, giá luôn chứ. Rồi, mã số 4 em giao lưu giá 1.800.000. 1.800. Dạ. Cái số 4, phong thư quý. Rồi, đổi phối luôn. Rồi, số 5. Số 5 là thư quý ha, em ghép. Ghép sản phẩm cốt thơ hương ha. Dạ. Tạo dáng tàn tròn cho dây sẵn luôn.
tiêu quý đế này, cũng gom cũng điều. Dạ, nó nhỏ mà nó có đế. Này Tết chơi được rồi. Điều ngõm. Chắc chơi được chơi chục bông. Dạ. Rất mạnh hay tôi quý rất có hương mạnh. Dạ. Chị cho trong số. Tàn nó có mưa bự điều. Đối với chiếc này đi là 22. Gần 23 tính 22 đi. Thì theo. Mà nó có cây cũ á. Cây cũ của nó là tới 43 lần á. 43. Dạ. Tốt thân nó 15. Tổng chiều cao nó là 31. Không chạy ra đâu tới độc. Tới cái độ này luôn hả? À, tại này thành phẩm. Ây dạ. Nó là 54. Tán ngang của nó tàn. Đúng rồi. Tán ngang của nó là 65. Nhập phẩm tàn tròn điệu của tôi hương cô chứ. Dạ, ghép cúc phò hương thì nó rất là mạnh. Rồi giá luôn chứ. Rồi, cái số 5 này em giao lưu giá 1.500.000. Để đẹp hơn, sổ điệu đi. Rồi, 1.500.000, cái số 5, cúc thơ. Ghép cúc thú ý thành phẩm ha. Nhìn đi gì vừa. Rồi, phép đổi cây luôn đi. Rồi, số 6. Cái cây nhỏ nhỏ hơn ha. Gọn gọn. Nhỏ nhỏ, để trên bàn. Dán đổ quá không? Dạ. Bye bye. Cái này cũng ghép cúc thọ hương. Cái quý mini nhỏ nhỏ gọn gọn. Này bán giá sinh viên luôn. Dạ. Yeah. Cái này không em mua 100.000 rồi nè. Cái chậu không mắc. Dạ. Yeah. Rồi chị giao thông số. Mười lăm đi. Quanh 15. Dạ. Cũ của nó là 18. Nên cái cũ ở đây nè. Hai 25. Tổng chiều cao. Tổng chiều cao là 36. Chị bay dài đủ. Cái đổ của nó là 30 34. Ngàn hết là nó 55. Đấy, thành phẩm đi, tạo dáng sẵn màu sai của nó mà. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi cái số 6 giao lưu giá 700.000. 700.000. Dạ. Từ hương cái thành phẩm cốc tư quý nhỏ nhỏ. Cho phép đổi cây luôn. Dạ. Rồi số 7 là mai vàng nha cô chú anh chị. Mai vàng. Được nhóc chân. Để nó con này sổ nó cũng đều. Đây rồi cấm có đầy đủ. Dạ bên đây nó cũng có mà nó cấm. Này mình mua về tập chơi ghép được. Để giá bán giá sinh viên. Cái này chủ nhà nó cắt hết trơn rồi nên em chỉ đục lại thôi. Cái này nó có cái thân mà không sao. Dạ nó không có hư. Không hư. Nó vậy thôi chứ trong đây nó không có hư gì hết trơn. Bình thường. Dạ. Rồi chị cho thông số. Vị trí này đi 36. Cái gọi quanh 36. Dạ. Chạc chạc xuống thì nó 44 ạ. Chiều cao. Chiều cao tới mặt bầu là 45. Đường kính bầu. Đường kính bầu 44. Hơi sổ sổ nhẹ nhẹ. Sổ sổ. Gọi giá luôn chị. Rồi. Cây số 7 em giao lưu giá 2.200.000. 2.200.000.
Phôi mẹ già từ số 7 để nó gom cũng bự bự hơn. Dạ. Đúng, chặt chạc để to to đầy đủ. Đó, phép đỡ cây. Dạ. Có theo phôi số 8. 8 cũng mai vàng chú anh chị. Lùng lùng con gọn ghép nó kính tạng ha, cho bao sai. Dạ lùng lùng mà nó đế nó không được mấy gì đẹp. Đây đây, buồn là cái gì cần ghép chơi cũng được. Dạ. Chọn chỉ cho một số thôi. Vị trí này đi là 41. Quạch 41. Tổng chiều cao 25. Đường kính bầu là 39. Rồi, giá rồi cái số 8 giao lưu giá 1.500.000. 1.500.000. Cái số 8. Dạ. Không bị vàng, chơi vào phép đổi thôi. Tiếp kêu, cái số 9. Số 9 cũng mai vàng của chú anh chị. Cái này. Coi đế này. Đế coi cũng được ha, cũng kẹo kẹo cũng đều. Đế nó như chữ A vậy á. Đúng rồi. Nằm vậy. Cây này chủ nhà báo với em là nó tới 9 12 cánh lận á. Đẹp lắm. Mà em thì không thấy mặt bông nhưng mà chủ nhà báo vậy đó. Rồi chỉ cho số đi. Cây số 7. Thôi số 9 lộn. Cây số 9 đế nở như chữ A. Đôi vị trí này đi là 40. Được rồi, quanh 40. Chạc chạc xuống dưới là 48 đi. Chiều cao. Chiều cao tới mặt bầu là 58. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 45. Chiều ngang bên đây là 38. Rồi giá. Rồi. Cây số 9 em giao lưu giá 2 triệu. Thôi bây giờ cây số 9 giá 2 triệu. Đế nó cũng kẹo kẹo thôi. Nó gồng chứ em. Nó chặt chặt. Như rồi cấp đổi không. Rồi. Cây số 10. Số 10 cũng là mai vàng. Ừ, chơi phong nguồn lực đó. Đế coi cũng được được. Nó cũng điều điều nè. Dạ nó được được, không đẹp. Mà vàng ít cái được, nó đẹp không còn như đế từ lưu hộp dưa. Dạ. Nằm phải trên. Phải quý. Dạ. Mà tự nhiên mà. Bán giá mềm mềm, chú về chơi ghép được. Hoành nó cũng bự, bự quá, to. Rồi chia cho ông số. Trăm mấy. Trời ơi. Mình là lớn như tới trăm mấy. Trăm mấy hoài vậy. Rồi, em đo ở vị trí này đi. Là 40. Khoảng 40. Dạ. Chiều cao 29. Này, thân gì đó. Đường kính bầu được. Dạ. Đường kính bầu 44. Rồi, giá. Yeah. Rồi cây số 10 giao lưu giá 1.500.000. Số 10 cũng là cây cuối clip của em. Rồi cuối clip chúc cô chú anh chị xem kênh có nhiều sức khỏe và ủng hộ tiếp em. Em cảm ơn. Rồi, em chào, dạ, chào cô chú anh chị. Rồi kính chào của cô chú anh chị các bạn. Các cô chú anh chị nghĩ cái nào thì tiếp chỗ chung giúp cho trang trọng kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị bỏ thời gian xem.